là chúc sức khỏe đến với gia đình mình đi tham quan chợ nổi ngày hôm nay ha. Em có một số lưu ý mong gia đình mình phối hợp với ha. Điều đầu tiên khi mình xuống tàu là mình mặc áo phao vào trước tiên giùm em. Cái thứ hai nữa là mình để tay vào phía bên trong tàu, nếu như mình đi ngoài đây á thì mình có thể để lên tay, nhưng mà khi mình tiến hành vào chợ nổi thì mình hãy để tay phía bên trong tàu giúp em nha. Tại vì khi mà vào trong đó ghe tàu nó chạy rất là bấp bênh, tại vì mình ở chợ nổi mà là cái nơi để mà mình trao đổi nông sản, những cái ghe mà không có tâm nó chạy nó không để ý mình á, thì nó chạy ngang nó vớt cái là cái tay mình. Nếu như mà ở trên tàu á, nó bảo hiểm nó sẽ phạt mình là 350-400 ngàn một tháng, còn ở dưới đây á là nó sẽ phạt mình 750 ngàn một tháng thôi, do là cái vụ mà tai nạn mà bây giờ nó rất là nghiêm trọng và nó an toàn, mà nó rất là an toàn cho bản thân mình á, cho nên chị rồi, em hỏi gia đình mình nhìn phía bên tay phải của gia đình mình giúp em ạ. Cái chi sĩ lẻ giá nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long mình giá thành rất là ổn nha cả nhà, nó không quá mắc cũng không quá cao, nó có trong bàn chợ có tăng an. Hiện nay mình đang đi dọc trên sông Cần Thơ để mình di chuyển vào chợ nổi. Sông Cần Thơ nó là một nhánh của sông Hậu, lý do tại sao mà họ gọi là sông Cần Thơ, nó nằm trong một vùng trên một dòng sông Hậu mà tại sao gọi là sông Cần Thơ, thì đó chính là người dân mình ở đâu thì họ đặt tên cho địa danh dòng sông mình như vậy. Ở trong vòng 7 cây số khoảng 25 đến 30 phút mình đi vào. Và từ cổng chào chợ nổi mà mình vào mình tham quan trong chợ nổi á, là trong vòng 7 cây số. Khi mà mình vào trong đó thì cái này nó giúp em mà để hai vào cái trong hai trong nha. Và cái thứ ba mình luôn em lưu ý, cái là cái gì không quan trọng thì mình có thể để phía nào được, còn những điều quan trọng chẳng hạn như là đi tiền bạc, tư trang, kiến thức, điện thoại thì mình giữ cẩn thận giúp em ha. Và cái thứ tư nữa đó chính là khi mà mình đôi khi chụp ảnh á, mình nhớ cầm cái điện thoại giúp em, tại vì cũng sau nhà kho nó sâu tầm khoảng 10-15 mét rồi, khi mà mình lỡ tay mà sống có đang đi qua ba cái tụi lớn. Nhà em xin mời cả nhà nhìn phía trước mắt em, cây cầu đầu tiên mình sắp đi qua đó là cầu Quang Trung. Cầu Quang Trung nó có 5 cái cung tượng trưng cho những cung trên thành phố Cần Thơ mình, là 1 trong 5 thành phố lớn nhất Việt Nam hiện nay. Và cái điểm đặc biệt của cầu Quang Trung này đó chính là hạn chế giao thông xe lưu thông qua, chính là xe ô tô, xe mô tô mình, xe ô tô và xe mô tô, xe mô tô và xe ô tô từ 7 chỗ trở xuống, còn thì những chiếc xe tải thì tầm khoảng 100 mấy tiếng thì nó cho qua, còn cao hơn 100 thì không cho, tại vì do là cây cầu này đã được xây dựng lâu đời, bây giờ nó chỉ sửa lại thôi, nên có hạn chế giao thông. Chiếc xà lan này là mình chở những vật liệu có đá xây dựng. Đây là chiếc xà lan ngày hôm nay là đầy cát, là nó thấm phía dưới, còn có những chiếc xà lan nó cao lên, đó là do mình đó là mình đã vận chuyển hết những cái cát đá lên trên bờ rồi. Đây, chiếc xà lan này rất là lớn luôn á. Đây gọi là xà lan nè, họ đang trên đường vận chuyển. Thấy nó thấm nó nhỏ thôi chứ nó nổi lên là nó rất là lớn. Cao gần 32 tầng, 2 tầng hầm và 30 tầng nổi.
Và phía bên dưới là Vietcom Plaza. Còn cái nhà thấy cái chỉ nhà màu trắng này đúng không? Chỉ nhà này họ chỉ cho thuê chứ họ không bán. Cho thuê 8 tỷ trên 50 năm. Còn ở phía bên trên thì cái khu vừa mà ở phía bên trên trên 50 ngày Vietcom Plaza ở dưới này rất là mê. Và giá của ly cà phê cho nó là 180 ngàn. Và sau khi mình tham quan chợ nổi thành phố như cả nhà thấy nói tiếp cái tòa nhà Vinpearl, đây chính là hai cái nhà màu vàng vàng của mình, đây chính là nhà máy xử lý nước cung cấp nước sạch cho toàn thành phố Cần Thơ mình. Nghe nó nói là mình sẽ qua ba cái cầu và cái cầu thứ hai mình sắp đi qua có tên là cầu Hưng Lợi ở phía trước mắt mình. Nhưng mà một lát á mình chuẩn bị đi qua cầu Hưng Lợi á để nhà đáng cưới đáng nghe giùm em là ở dưới dạ cầu để có những cái tiếng chim chim yến kêu nó biết biết á, nên cả nhà qua cả nhà nghe giùm em nha, có không? Và cái điểm khác biệt của cầu Hưng Lợi với cầu Quang Trung đó là cầu Hưng Lợi là không hạn chế giao thông, giao thông qua lại thoải mái. Khi cả nhà mình thấy á có những cái xe lớn nó đi di chuyển rất là nhiều. Và cầu Hưng Lợi này được nối từ quốc lộ 1A mình nói vào trung tâm thành phố Cần Thơ. Là cầu Hưng Lợi và đặc biệt là cầu thứ ba là cầu chợ nổi Cái Răng. Mình tới cổng chào rồi mình đến cầu chợ nổi Cái Răng thì mình sẽ tiến hành vào tham quan chợ nổi. Đây là cầu Hưng Lợi. Đang đây, ở đây được những cái bắt đầu rồi đó. Những cái bắt đầu này á, trước đây
dây đồng này dùng hai cây đồng này xây dựng lên thì sẽ có tên gọi là cầu Trần Hoàng Nha. Cho lấy tên của con đường ở phía bên phía bên phần đó nên đặt tên cho là cầu Trần Hoàng Nha luôn. Đây chính là cây xăng dầu mà em vừa nhắc đến. Đây là cây xăng dầu kết hợp bán đầy đủ luôn. Trước này nhà mình sẽ đi 3 điểm đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên nhà mình sẽ có thêm cái đường bình đạo nha. Em sẽ cho nhà mình ghé ăn sáng trước nha. Và cả nhà mình em thấy có em bé nhỏ nè, mình muốn ăn sáng trên nhà bè nên là mình ăn sáng ở dưới tàu luôn à. Ở dưới tàu là mình ăn sáng ở cái màu hồng hồng á, như trên YouTube mình hay thấy đó. Và nhưng mà do là em cũng có biết luôn là ăn sáng ở dưới tàu là hơi lắc nha. Và món thứ ba là bánh canh sườn. Đây là chiếc xà lan, nhưng mà xà lan nhỏ nè. Đây như là cái ngôi nhà thứ hai của mình đó. Nên khi mà một lát mà mình tiến là do xưa người dân Khmer của mình tập trung mua bán ở dưới chợ nổi đó, rất là nhiều, mà tập trung mua bán cái trà ràng á, trà ràng để mà mình chụp củi mình nấu cơm á. Nên người dân tộc Kinh mình á, cái trà ràng thì nghe nó ruồng gà quá, nên người dân tộc Kinh mình gọi là cái răng luôn. Cái răng cho nó dễ nói nên nó có tên hình thành từ khi đó luôn, là chợ nổi cái răng. Và sau khi á mà họ mua bán vậy đó, những cái người dân mà như là người ta mua bán nông sản ở trên bờ không được á, họ suy nghĩ là cái hình thức là họ sẽ di chuyển, họ di chuyển cái nông sản đến cái nơi của họ, đến cái nơi mình của mình không có, nên nó có hình thành từ đó tới bây giờ luôn. Và cái đặc biệt của mình á là như cả nhà mình biết là ở Thái Lan mình cũng có chợ nổi đâu mà, nhưng mà chợ nổi ở Thái Lan có chỉ bán vé vào tham quan du lịch, còn chợ nổi của ở Cần Thơ mình đó chính là mua bán trao đổi nông sản luôn. Và chợ nổi mình không tan, chợ nổi mình hoạt động đông đúc nhất là vào từ 4 giờ cho đến 9 giờ sáng. Sau 9 giờ sáng chẳng còn hoạt động mà nó không có đông đúc bằng những cái giờ đó, tại vì những giờ từ 4 giờ đến 9 giờ sáng á là có những cô chú anh chị ở trên bờ á là đi trao đổi nông sản á, để mà ở dưới tàu, ở dưới chợ mình á là bán kỹ, mình đưa lên trên bờ mình có thể á. Giờ này là cái giờ hợp lý để mà mình đi tham quan chợ nổi luôn á, không quá nắng không quá nắng và cũng không quá tối, mình có thể tham quan được hết toàn cảnh của chợ nổi mình. Đây là mình nhanh chóng rồi em ha, em sợ xà lan tới cái sóng nó đánh đó. Đứng lên chứ, mà thẳng lên, đúng rồi. Các bạn, bây giờ mình đang ngồi ở trên tàu nha. Để mà mình chụp lại những cái tấm hình này. Hôm nay trời rất là đẹp luôn ha. Giúp em nhìn phía bên tay trái của em của cái tàu đó, mình gọi là nhà bè, thì nước của mình nó dâng tới đâu thì nhà mình nổi lên tới đó, và ở trong bên trong nhà đó cũng đầy đủ như là ở trên bờ mình thôi, nhưng mà khác đó là họ ở dưới cái lôi nước. Có khi mình di chuyển ở đây thì mình sẽ thấy rất là nhiều luôn những cái nhà bè như vậy.
Dạ, cũng chào chạy nổi rồi thì em cũng có tại nhà mình ha, là mình nên để tay vào phía bên trong lan, bên trong tài giúp em và điện thoại của mình. Nhưng mà giờ trong đây mình đã bắt gặp những hình ảnh hay là những cái con có ghé vào trong tàu mình á, thì họ mời trên đây mình cũng được thử non thì mình ủng hộ, còn không thì thôi chứ không có gì cho nên em cũng muốn là ví dụ như mà cô chú có mời thì mình cứ dùng thử với cô chú luôn. Và mình khi mình vào trong đây á, anh chị sẽ thấy được rất là nhiều những cái đây những thứ ơi vậy thì để tay chúng ta nha. Dạ dạ đó, như cả nhà mình thấy đúng không ạ? Như họ treo một củ là họ bán lẻ, còn họ treo từ hai củ trở lên là họ bán sỉ. Ở đây họ treo cái gì họ bán cái mấy, ví dụ họ treo cá thì họ bán hết. Họ khoai môn họ không treo củ nha, họ để trồng nguyên cái chậu khoai môn để phân biệt giữa khoai môn và khoai mỡ. Dạ mình cứ dùng thử thôi chị. Cái hậu chuyện đó là 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 cái hậu
phải nhiều nha. Dạ rồi à, nhưng mà mình nói mình ăn sao có lấy các bạn đây về lấy em cần không biết là mẹ đang nói gì đâu quá trời ngoài nó ngoài nó có dùng gì à, con muốn gì cứ đi cho con vậy mà con muốn ăn cái nào thử cứ bây giờ nào thử con nói bà đưa cho con thử. Con muốn ăn cái nào? Măng cột phải không? Ăn măng cột phải không? Vui tính thấy sợ luôn. Cả luôn à? Chén luôn, không ai. Đây, đây, đây.
Thank you.